đề khuyến nghị hãy lật đứng điện thoại để cảm nhận trọn vẹn video. Tiếp tục với chương 36 của bộ truyện. Đoán mệnh mà thôi, Cửu vĩ yêu đế làm sao lại thành nương tử của ta? Sáng hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng, Khương Giác đã triệu tập một đám binh lính chuẩn bị lên đường. Đồ Sơn Ninh trong hình hài con cáo cứ liên tục láo ngáo khiến Khương Giác có chút khó chịu. Khương Giác cất tiếng gọi Sơn Ninh hãy bình tĩnh được không? Cô cứ rung lắc như vậy làm ta đau mắt đấy. Không phải là chỉ đi ra ngoài một chuyến thôi sao? Cô có cần hào hứng thái quá như vậy không? Sơn Ninh vẫn láo ngáo nói đây là lần đầu tiên đi ra ngoài của ta. Tất nhiên là ta rất hạnh phúc là chuyện bình thường, tỷ phu à. Anh thật tốt bụng, lại có thể thuyết phục tỷ tỷ dẫn ta đi chơi. Khương Giác liền lên giọng đáp tất nhiên rồi, ta luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô. Lần này ta không chỉ dẫn cô đi chơi vui vẻ, mà còn dẫn cô đi kiếm thật nhiều tiền. Câu nói này khiến Sơn Ninh cảm thấy có chút lo lắng quá tỷ phu, anh định làm điều gì mờ ám sau lưng em gái mình. Và sau đó để an ninh chịu mọi hậu quả hay sao, Khương Giác liền vào vai oan ức khóc hết nước mắt. Vu khống đúng là vu khống, tiểu ninh ơi là tiểu ninh. Ta thật không ngờ cô lại là một con hồ ly nham hiểm như vậy. Sơn Ninh tức giận quát tỷ phu thúi tha. Trong mắt anh thì ta là một người phụ nữ dễ bị lừa gạt lắm hay sao hả? Khương Giác liền cho Sơn Ninh một cái búng rồi cười hề hề nói cô thậm chí còn không phải là một con người nữa là. Vậy thì phụ nữ ở đâu ra hả cô gái? Ở yên đó và nghe tỷ phu nói những lời từ tận đáy lòng mình đi nào. Cùng lúc này ở một cổ xe ngựa khác. Tiếng nói từ bên trong cất lên trong khoảng thời gian này. Ngươi cần phải giám sát sư phụ mình thật cẩn thận vào. Nếu anh ta có những ý nghĩ bất thường nào đó, thì ngươi phải nhanh chóng báo cho ta biết để có hướng xử lý phù hợp nhé. Khứa thầy chùa giả vừa ăn thịt vừa cất tiếng nói thưa sư mẫu, cái ý nghĩ bất thường mà người nói là gì nhỉ? Giống như là sư phụ thường muốn đè người xuống giường rồi đánh người bằng roi ra phải không? Sơn Lam nghe thế tức điên người quát mất dạy. Đây là những thứ mà anh ta định làm với ta nhưng không dám nói với ta đó sao? Khứa thầy chùa giả vội niệm a di đà điểu. Vậy là tu sĩ chân chính như ta đã hiểu rồi. Cũng giống như việc đêm trăng rằm vừa rồi, sư phụ đã cắt lông đuôi của sư mẫu để làm chiếc khăn quàng cổ cho mình sơn lam nghe thế thì đổ mồ hôi nách thầm nghĩ chẳng trách dạo này đuôi của mình hơi lạnh hơn trước sau một lúc thì nhóm người của đồ sơn lam đã đến một khúc sông lão long vương ngao huyền cùng đám thuộc hạ lúc này đã đứng chờ sẵn tự bao giờ cứ thế hai thế lực đã chạm tráng nhau sơn lam bước xuống xe ngựa với một bộ dáng vô cùng căng thẳng bất ngờ ngao huyền cùng đám thuộc hạ cuối đầu nói lớn chào mừng nữ vương giá lâm nhiệt liệt chào mừng nữ vương đến thăm và chỉ bảo bất ngờ trong một cổ xe ngựa khác vang lên tiếng nói lớn ta đã không ở đây trong một thời gian rất dài, không biết hồ nhật nguyệt có còn náo nhiệt như trước đây không nhỉ? Khương Giác vừa bước ra đám thuộc hạ của Ngao Huyền đã đổ mồ hôi nách sợ hãi, Sơn Ninh bên này vui vẻ nói trước đây ta nghe lão Long Vương từng nhắc đến, phu quân này của ta và ngươi là bạn bè nhiều năm, có quan hệ khá khăng khích lỗ đích, hắn hẳn là khách quý của Hồ Nhật Nguyệt đúng chứ? Thế nhưng tại sao ta lại cảm thấy người phu quân này của ta không được chào đón ở nơi này thế nhỉ? Ngao Huyền nghe thế thầm nghĩ cô ta gọi hai chữ phu quân thật tự nhiên, điều này có thật sự đúng không đây? rõ ràng cách đây không lâu cô ta trong tâm thế là kẻ sát nhân muốn có hoàng kim lệnh để tự mình để đối phó với khương giác cơ mà hình như khương giác đang có điều gì khó khăn thì phải nghĩ xong thì ngao huyền cũng cất tiếng giải thích nữ vương không biết là đang đề cập đến vấn đề gì nhỉ khương giác tiểu đệ trước kia ở chỗ của ta rất nhiệt tình đã tiên đoán rất nhiều chuyện cho những yêu ma quỷ quái ở đây không một con quỷ nào muốn biết cái chết của mình bi thảm đến mức nào vợ và thê thiếp có ngoại tình hay không hay anh em có phản bội nhau hay không nhưng khương giác lại thẳng thắn nói ra tất cả mọi vấn đề và bất cứ điều gì mà anh ta phán đều trở thành sự thật trong tương lai gần, cũng là lỗi do ta đã hiểu lầm chủ ý của nữ vương. Khi nghe tin nữ vương đang rót tiền tìm sát thủ giết chết Khương Giác, cậu ta đã tức tốc thu dọn đồ đạc rời khỏi hồ Nhật Nguyệt ngay trong đêm. Khương Giác nghe được thì có chút tức giận quát này này, ta đều nghe thấy hết đó nghe. Bây giờ muốn nói xấu ai thì nói thẳng không cần kiên nể gì hết vậy hả ông già, chuyển cảnh đến bên trong cung điện của Ngao Huyền. Mọi người đang uống rượu xem múa hát vô cùng thoải mái, nhưng khương giác nhà ta thì phải đứng rót rượu cho vợ mình như một người hầu kẻ hạ khương giác cây cú gọi phu nhân phu nhân này kỳ thực ta có thể để người khác làm việc này cho ta được không phu nhân hãy xem người hầu của mình đang đứng một cách nhàm chán quá kìa nhưng sơn lam thì nói không cần thiết đây là nhiệm vụ riêng của phu quân anh đã là phu quân của ta thì phải có trách nhiệm làm chuyện thân mật như vậy khương giác không đồng ý nói vợ chồng cần phải có sự bình đẳng mới được nhưng sơn lam thì nói méo nhé. khi nào anh có thể chịu được một trưởng của ta mà không chết đi rồi hãy nói đến sự bình đẳng dứt câu sơn lam chỉ vào món thịt kho tàu nói muốn ăn cái này khương giác vừa gắp thịt vừa nhìn gái đẹp thì sáng rực con mắt sơn lam thấy thế liền ho khụ khụ rồi chỉ vào tách trà đang nằm trên bàn hai tia nước đột nhiên bay lên bắn thẳng vào đôi mắt mê gái của khương giác khương giác la ư ừ á còn ngao huyền thì cười hề hề nói đáng đời cơ mà mối quan hệ của nữ vương và khương giác quá khăng khích lỗ đích thật khiến người khác ghen tị sơn lam tức giận liếc ngao huyền một cái rồi nói nếu thị lực của lão long vương có vấn đề thì ta có thể lấy luôn đôi mắt rồng của ông ngao huyền vẫn không dừng lại cà khịa ta nghĩ khương tiểu hữu khá hài lòng với những vũ công này nếu nữ vương không ý kiến thì ta sẽ cho cậu ta một vài người cũng được sơn lam tức giận quát ngươi nghĩ là ta quan tâm chuyện này sao khương giác cười nham nhỡ thầm nghĩ còn có chuyện tốt như thế nữa à rồi chạy đến thì thầm với ngao huyền ở đây có các cô gái tai mèo không vậy ngao huyền vuốt vuốt dâu thắc mắc cô gái tai mèo là sao vậy anh bạn trẻ ờ thì đó là một con quỷ mèo to tròn đó nếu được một con màu đen thì nhức cái nách rượt giật, giật luôn sơn lam lúc này không kìm chế được nữa quát xót rượu mau lên coi khiến khương giác đổ mồ hôi hán chạy đến cung kính rót rượu ngay và luôn sau một lúc thì sơn lam ra ngoài cửa đứng chờ đợi điều gì đó khương giác tiến đến nói phu nhân không cần phải quá lo lắng như thế lão long vương là bạn cũ của ta đã lâu không gặp nên ông ta khịa ta như vậy là chuyện hết sức bình thường mà sơn lam cay cú nói khịa cái gì mà khịa toàn gái đẹp không vậy hả khương giác cười hề hề rồi chạy vào đóng sầm cửa lại ngay lập tức bên trong căn phòng khương giác vận khí vào hai ngón tay sau đó đặt lên trán ngao huyền rồi lấy bút ra vào tư thế kết ấn Ngao Huyền trong cơn say lẫm bẫm khương giác cậu đang làm gì vậy? Khương giác tức giận quát ông già dơ, ông đã quên lòng trung thành khi thấy lợi nhuận, ông bán đứng bạn bè để lấy vinh quang, ta đã xây dựng một căn phòng phong thủy ở đây cho ông, và giờ ta buộc phải phá bỏ nó. Ngao Huyền nghe thế liền tỉnh táo rồi hất chun trà về phía cây bút, sau đó sử dụng Lăng Ba đi bộ lao đến Khương Giác nói không 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 không, Khương Giác ơi là Khương Giác, chúng ta có chuyện cần phải thương lượng lại rồi, ta đã sử dụng rất nhiều phù lục để đổi lấy cái phòng phong thủy này chỉ vài câu nói như thế làm sao có thể nói phá là phá được chứ khương giác tức giận quát lão giả điếm thúi ngươi còn dám nói như vậy được sao nếu không phải ngươi giao hoàng kim lệnh cho đồ sơn lam sao hôm nay ta lại rơi vào hoàn cảnh chớ trêu như thế này chứ ngao huyền cười hề hề hỏi có chuyện gì bức xúc dữ vậy chàng trai bây giờ cuộc sống của cậu không tốt sao làm chồng của nữ vương đây là điều mà nhiều người thậm chí còn không thể mơ tới được sao mà cậu không tiến tới hôn nhân nhanh đi cậu đã tìm được một chỗ dựa vững chắc rồi còn gì vững chắc cái mã cha nhà ông chứ vững chắc cuộc sống gần đây của ta như rơi xuống tầng thứ 18 của địa ngục vậy. Mà thôi bỏ đi, ta không thể nói rõ ràng mọi chuyện với ông được. Như lần này là ông đã làm hỏng cả cuộc đời của ta rồi, cơ mà ông đã đạt đến giai đoạn siêu việt chưa vậy. Ngao Huyền xác nhận ta đã đạt đến tầng thứ 9. Chỉ còn một tầng nữa thôi sẽ trở thành siêu việt rồi, thế hiện tại ông có mạnh bằng đồ sơn lam không? Ngao Huyền lắc đầu xác nhận cậu đừng so sánh như thế chứ, ta đã sống quá lâu và đang dựa vào tu vi để duy trì sự sống. Còn vợ của cậu đang ở thời kỳ sung mãn nhất và đã đạt đến tầng thứ bảy, nếu hai bên giao chiến cô ấy có thua cũng có thể về dưỡng sức rồi trở lại đầu tiếp nhưng nếu ta thua thì xin lỗi ta về gặp ông bà già luôn chứ dưỡng sức gì nỗi khương giác đột nhiên nghiêm túc hỏi tại sao hồ nhật nguyệt lại chứa liên minh dị tiên ngao huyền liền móc ra một cuộn gia thú rồi đáp là vì cái này khương giác nhận lấy cuộn gia thú liền nhận ra đây chính là cuộn gia thú của cung điện thần tiêu ông là muốn đến cung điện thần tiêu hay sao phong thanh tử thật sự đã đưa thứ này cho ông sao hắn ta không sợ bị giáo phái trừng trị hả ngao huyền nghiêm trọng đáp ta cũng nghĩ thế lão long ta đã có kinh nghiệm biết bao nhiêu năm đã gặp được biết bao thiên tài phi thường dù là yêu hay nhân có thể siêu việt cảnh giới một vài cấp có thực lực cũng chỉ có một số ít người phá vỡ luật trời và chuẩn bị trở thành bất tử nhưng cho dù những người này có đặt chân lên cầu bất tử thì cuối cùng họ cũng sẽ quay trở lại nhân giới và hầu hết đều sớm chết vì trầm cảm trên thế giới ngày nay chỉ có một người duy nhất đã vượt qua được cầu bất tử đó chính là chủ nhân của cung điện thần tiêu lão long ta thật sự rất muốn hỏi hắn cái tên ngực có ngũ khí trên đầu có ba bông hoa lo gentilo hắn siêu việt tầng thứ nhất được thiên môn dẫn đường được cầu bất tử chỉ lối vậy mà vẫn chọn con đường quay trở lại không bước qua thiên môn là sao nữa cuối con đường của cầu bất tử là gì đằng sau thiên môn là gì và tại sao đã nhìn thấy nó lại không nói với các thế hệ sau này sao lại giữ bí mật điều đó cho đến lúc chết như thế khương giác thẩm nghĩ vân vân đắm chìm trong những âm mưu lý do của sự lừa dối đó chính là do lòng tham của con người ở thế giới này với kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm của mình lão long vương chắc chắn sẽ phải tìm lối thoát khác cho mình khi chết ở cái xã hội loài người này, phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thì còn tồn tại được, nếu không biết gì cả thì quả thật chỉ giống như một cái xác đang tồn tại mà thôi. Ok video hôm nay đến đây là kết thúc, nếu muốn xem thêm phim cả nhà ấn đăng ký kênh nhé. Chúc cả nhà có những phút giây xem video vui vẻ. Giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại.